Hello, chào các bạn, các mình đang ở Long Xuyên. Mới vừa ở nhà mẹ đi ra đây và ăn hủ tiếu bò viên của FMB nè. Một đứa em rất là thân thương với các mình. Gia đình bán bò viên rất là lâu rồi. Hủ tiếu bò viên ở Long Xuyên cả nhà. Thì chúng mình sẽ quay review cho các bạn. Nếu mà về Long Xuyên thì các bạn đây bán từ 11 giờ rưỡi đến 4 giờ 5 giờ chiều. Là hai món hủ tiếu bò viên thì đặc biệt ở đây là chuyên về bò viên. À là gân bò nạm, hoặc bò viên là bi bỏ toàn cái Long Xuyên luôn. Bỏ cả Sài Gòn, cả nước ngoài luôn, bò viên cả nhà. Thì mình sẽ quay review cho các bạn nha. Mình sẽ ăn luôn hai tô, mình với tài xế. Đây quán bò viên đây, Dũng Bi cả nhà, hủ tiếu bò viên nha. Đây cái này của anh Bi đây, anh Bi đang đứng á, mẹ của anh Bi nè. À để em qua khách mình. Này, bây giờ mình ra thẳng tiếng này mới vừa dọn ra. Mới dọn ra thôi, khách mình vô mấy hàng trước á. Đây, mấy hàng luôn, bán hết luôn. Đây mẹ của Bi á. Mới dọn ra là cái bình đem bò viên về Sài Gòn nữa cả nhà. Tại vì ăn Bi hay gửi lên cho Khánh Bình á, gái cái bình thích ăn bò viên. Nó hai loại bò viên mịn và bò viên gân, phải không cô? Này mịn nè. Gân nè. Đó là súp rất là tuyệt vời, không có con cây trắng này, cái bình thích ăn con cây trắng, lát để cho con hai miếng nha. Đây là em Bi. Đây, đây đây. Anh Bi bò. Bi bò viên. Ủa đứa em rất là lâu năm với Khánh Bình, cái bình về đây là khách đồ hay dẫn ở đây và phải ghé để ăn bây giờ Sài Gòn mà ăn cơm rồi cũng vẫn ăn cả nhà. Mới ăn sáng rồi nữa mà vẫn ghé ăn. Tô hủ tiếu vừa ăn nè, nó không có nhiều. Đặc biệt là cái bò viên và cái nước súp. Nước súp thần thánh của mẹ Bi. Của anh để ít bánh nha Bi. Hủ tiếu để ít bánh nè, để 20 củ cải nha. Của nó để thập cẩm nha đó. Thập cẩm mì đấy. Địa chỉ ở đây là đường Hùng Vương cả nhà. Ủa ở đây không thấy địa chỉ đâu. 145 Hùng Dương. 145 Hùng Dương nè cả nhà. Thành phố Long Xuyên An Giang. Đây là đây là 11 đúng 11 giờ rưỡi là có bán rồi cả nhà, bán tới 4-5 giờ chiều nó tới giờ. Khói ngùng ngút, khói ngùng ngút, khói ngùng ngút. Đây tô hết bình nè. Ok, bên chống anh đi. Vô ăn nghe cả nhà. Anh đợi, anh đợi. Là chọn tô tiếu lên coi, chọn mì lên nè, nó khói ngùng ngút. Đó. Ở đây là tỏi, đặc biệt là một dĩa tỏi thì để cho mấy người ăn nè, nó ăn thích để ăn vô. Chanh đớp, để riêng luôn, đó, rất là sạch sẽ nè cả nhà. Cái tô là của Khánh Bình. Mình sẽ để tỏi vô, sẽ nặng thêm miếng chanh vào, sẽ để một miếng ớt vô, ớt ngâm nè, ớt ngâm sa tế nè, rồi sau đó mình cho chút xíu tương đậu phộng, cái này sa tế xả nó đủ cho nha. Này mình sẽ trộn lên cái nhà nè, trong tô chúng mình sẽ có nạm nè, gân nè, và viên mịn nè, và béo nè, hai miếng củ cải với đầy bắp đó. Con tô 30 ngàn, 35 ngàn, 40 thập cẩm